Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đào tạo trực tuyến của công ty Appviet. Và trong chuỗi video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm SimSolid để thực hiện mô phỏng và phân tích bền kết cấu. Và trong bài số 4 ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cách tiền xử lý mô hình. Thì trong bài số 4 này, mình sẽ có hai nội dung chính. Thứ nhất, đó chính là tạo những cái liên kết tiếp xúc giữa các cái chi tiết với nhau. Và thứ hai là chúng ta tạo ra các cái mối hàng với những cái tính chất để chúng ta đưa vào để chung đưa vào bộ giải những cái tính chất vật lý để chúng ta tiến hành tính toán. Trong thực tế thì hai cái phần này trong thực tế thì cái mô hình của chúng ta ấy, có rất là nhiều liên kết và rất nhiều tiếp xúc. Đó. Thì suy ra là cái phần này, cái việc tạo liên kết và tạo tiếp xúc này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán, kết quả mô phỏng của chúng ta. Thì do đó thì cái phần này chúng ta cần phải làm rất là cẩn thận. Thì trước khi đi vào hướng dẫn trên phần mềm, ở đây thì mình có chỉ ra cho các bạn một số những cái ví dụ về tiếp xúc. Thì ví dụ như ở đây mình cái chi tiết này giống như những chi tiết ở trong những cái video phía trước mình đã sử dụng đã. Thì với cái cụm chi tiết này của mình bao gồm rất là nhiều chi tiết đúng không? Lắp ráp với nhau, bao gồm bu lông ốc vít này, bao gồm những cái khu vực hàn này, đây, đúng không? Thì do đó việc của chúng ta cần phải tạo ra những cái liên kết tại những khu vực như thế này. Đó. Khi mà chúng ta tạo ra những cái liên kết tại những cái khu vực đó thì các bạn có thể thấy ở trên hình bên phải đây của mình, đó, phần mềm đã đưa ra hiển thị cấu hình cho chúng ta những cái biểu diễn về liên kết ở đây. Thì những cái biểu diễn này nó sẽ đem phần mềm sẽ tự gán vào cho những cái biểu diễn này của chúng ta là những cái tính chất vật lý liên quan đến các cái mối ghép, ví dụ như bu lông đai ốc thì sẽ có những cái tính chất liên quan đến tiếp xúc liên quan tiếp xúc giữa những cái vòng đệm với chi tiết giữa đai ốc với cái rãnh ren đó, thì có những cái tính chất vật lý như thế và phần mềm sẽ tự động và đưa vào cho chúng ta. Và đây là một lý do tại sao chúng ta nên sử dụng công nghệ SimSolid để thực hiện tạo ra tự động tạo những kết nối. Thì các bạn có thấy đây là một cái mô hình đúng không? Đây mình có một cái mô hình ví dụ thôi. Thì trong quá trình mà chúng ta chuyển đổi file ấy, như mình đã nói trong video đầu tiên, trong quá trình mà chúng ta chuyển đổi file dữ liệu kép từ phần mềm này sang phần mềm khác thì nó sẽ dẫn đến những cái khu vực bị sai khác như thế này. Cái này là do các cái phần mềm tự khi mà chuyển đổi các phần mềm sẽ tự đọc và tự hiểu sai như thế này, hoặc là do người thiết kế làm sai. Thì giữa các cái mô hình như thế này, mô hình này thì nó sẽ bị xảy ra những cái khu vực bị các cái linh kiện chồng chéo lên nhau như thế này. Thế này là bị chồng xuống một ít như này, hoặc là bị hở ra một ít. Thì với phần mềm SimSolid thì chúng ta chỉ cần nhập hai thông số, một là gap, gap là cho cái phần hở ra, và penetration tức là cái phần mà bị giao vào nhau, để phần mềm tự động tính toán và dựa trên hai cái thông số đó phần mềm đưa ra cho chúng ta những cái khu vực mà là mặt tiếp xúc, là khu vực mà mặt liên kết giữa hai 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 phần hai chi tiết đó. Thì đấy, ngoài ra về phần thứ hai, chúng ta trên phần mềm SimSolid thì chúng ta có thể là tự động tạo những cái rất là một số những cái loại mối hàn điển hình như hiện nay như spot weld, laser weld, seam weld. Thì cụ thể thì lát nữa trong quá trình thực hiện trên phần mềm thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cái phần này. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển qua phần mềm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần tạo liên kết và cái phần tiếp xúc giữa các cái mô hình. Đầu tiên, ok, đây là một cái mô hình của mình đã chuẩn bị trước, và các bạn có thể thấy là mô hình của mình bao gồm một số những cái liên kết bu lông ốc vít ở đây. Được chưa? Đó. Đây rất là nhiều những bu lông ốc vít đây. Đây là một phần rất là nhỏ của cái mô hình thôi. Thì việc của mình bây giờ là cần phải tạo ra liên kết giữa để phần mềm nhận diện được
liên kết giữa những cái khu vực này là những cái bu lông này, và liên kết giữa những cái tấm này, những cái thanh dầm này của mình được tiếp xúc với nhau. Và đến đó thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ tạo bằng cách công cụ tự động, bằng việc sử dụng lệnh automatic connection ở đây. Đó, ở đây chúng ta sẽ nhập một khoảng dung size. Dung size thì khoảng dung size này sẽ phần mềm sẽ dựa trên cái khoảng dung size gap và penetration này để phần mềm tính toán và đưa ra cho chúng ta những cái nhận diện cho chúng ta những cái bề mặt tiếp xúc. Ở đây ví dụ như ở đây thì mình sẽ chọn vào đây và mình sẽ cần phải đo được khu vực này dày bao nhiêu trước, bởi vì ở đây thì chỗ này khoảng 4-5. Ok, close 2.2.8 này thì các bạn lưu ý là cái giá trị gap và penetration sẽ ảnh hưởng đến việc là phần mềm nhận diện cái phần mà liên kết. Ví dụ như là gap ở đây, ví dụ phần mềm để mặc định là 3 mm thì có nghĩa là những cái khoảng hở trong vòng 3 mm thì sẽ được phần mềm nhận diện đó là một cái liên kết. Và tương tự penetration ở đây, ví dụ phần mềm đang để là mặc định 2.1 thì phần mềm sẽ tự hiểu là cái khu vực nào mà bị các cái chi tiết mà giao nhau ấy nó rơi vào nhỏ hơn 2.1, 2.1, 2.15 đây, thì phần mềm sẽ hiểu đó là sẽ nhận diện cho chúng ta để tại đó có một cái liên kết. Và ví dụ như ở đây đấy, như mình vừa đo một kích thước, ví dụ các bạn dùng cái công cụ là measurement đây và các bạn đo giá trị, ví dụ như một kích thước nhỏ ở đây này đó, mình nghĩ rằng là kích thước ID 45 có giá trị nào 1,69 mm thì một điều lưu ý là các bạn không nên nhập những cái giá trị này quá cao và có thể không quá lớn đối với độ dày của những cái chi tiết mỏng nhất, thì nếu như các bạn nhập quá lớn thì phần mềm nó sẽ hiểu sai và nhận diện sai, nhận diện thừa cái mô hình ra, và điều đó thì khiến cho mô hình khi mà tạo ra liên kết ấy dẫn đến là sai. Đây 4,1 mm này thì ok, với cái mô hình này thì đầu tiên thì với kinh nghiệm của mình ấy thì các bạn nên những cái mô hình này thì các bạn nên tăng giá trị gap và penetration từ nhỏ đến lớn, không nên tăng quá nhiều. Đấy, thì khi mà các bạn thấy không đủ thì các bạn sẽ tăng dần lên. Ok, bây giờ ví dụ như mình để là 0.2, 0.02 và 0.05 đấy, thì sau đó bây giờ mình sẽ bấm OK và phần mềm sẽ tự động tìm tìm kiếm và đưa ra cho mình những cái kết nối của mô hình. Ok, đây sau đó khi mà phần mềm tính toán và đưa ra và tìm ra cho mình được 7 disconnect pass và đưa ra cho mình ở đây là ở đây mình có 53 kết nối đó, thì ok đây, như vậy là phần mềm đang hiểu sai một chút này, nhưng các bạn thấy là ở đây mình có rất là nhiều kết nối này đó, ở đây mình có rất nhiều kết nối này, bao gồm rất nhiều các cái kết nối bu lông này, bu lông đáy ốc đây này, đây tại những khu vực này, những kết nối bu lông đáy ốc và những cái liên kết giữa các cái chi tiết được ghép với nhau ở đây, những cái thanh dầm được ghép với nhau và tương tự là đây. Và đây bên này là những cái khu vực mà những cái liên kết được tạo ra này, được tìm thấy này, tìm thấy và tạo ra này, thì ngoài những cái phần mà được tạo ra như thế, phần mềm còn đưa ra cho chúng ta một cái cửa sổ khác đó là disconnect group path, thì đây đây chính là 7 cái liên kết mà đang thể hiện là
phần mềm hiển thị là disconnect, tức là không liên kết với nhau. Thì tất nhiên rồi, tự động thì sẽ không thể hoàn toàn được hết tất cả thấy được hết tất cả những cái chi tiết, mà nó sẽ còn phần lại một số những cái khu vực mà chúng ta cần phải tạo bằng tay. Có thể là nó sẽ có một số những cái vấn đề gì đó thì phần mềm không hiểu được, và phần mềm đưa ra chúng ta là những cái phần này là những phần disconnect. Đây, khi mà các bạn chọn vào như thế này thì phần mềm sẽ highlight lên cho chúng ta như thế này. Đây, hoặc là mình có thể là bấm connect. Bây giờ mình sẽ bấm connect và phần mềm sẽ tự động. Bây giờ mình cần để nhập một cái khoảng dung size khác cho cái mô hình này. Ok, thì bây giờ mình sẽ cần phải nhập một cái giá trị dung size lớn hơn này. Thì tuy nhiên thì ở đây, ok này, mình sẽ bỏ qua cái này, bởi vì mình đang chưa biết được là tại những cái khu vực này mình đang có cái những cái khoảng dung size này là bao nhiêu. Do đó thì mình sẽ không sử dụng công nghệ auto nữa, mà bây giờ mình sẽ sử dụng công nghệ là chúng ta sẽ sử dụng tạo những cái kết nối này bằng tay, bằng một phương pháp thủ công. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng đến phương pháp thứ hai, đó là phương pháp Add Path Connection Menu ở đây. Đây, khi mà các bạn chọn vào cái cửa sổ để tạo ra cái này thì chúng ta sẽ chọn vào hai chi tiết. Ví dụ như là lúc ấy ok, mình sẽ kiểm tra lại cái chi tiết ở đây. Bạch connect này, đúng không? Hiển thị nó đây. Phần mềm sẽ hiển thị lên cho ở đây như chúng ta nhìn thấy này. Ok chưa? Đó, close. Chúng ta sẽ tiến hành bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo thủ công cho những cái chi tiết ở đây. Bằng cách là chọn vào, ở đây chúng ta có hai khu vực, một là master path và một khu vực nữa là master path. Thì chúng ta sẽ sử dụng là chọn vào chi tiết này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lần lượt vào hai chi tiết. Một là đáy ốc này, đúng không? Và hai là đáy ốc ở đây. Đó, và sau đó chúng ta sẽ nhập một khoảng dung size ở đây. Ví dụ như là 0,08 và mình sẽ nhập vào 0,08 và 8 và 0,04 chẳng đó. Nếu không được thì các bạn sẽ tăng cái giá trị này lên nhé. Đó, ok này. Ở đây mình sẽ để một con connect resolution level là cái mức độ độ phân giải connect là rất là cao đi. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ bấm vào đây tìm connect giữa chúng, giữa hai cái chi tiết mà chúng ta chọn. Đó. Đối với những cái cặp chi tiết khác thì chúng ta sẽ làm tương tự, chọn một cái master path và một chọn một cái chi tiết mà liên kết với nó. Thì ở đây các bạn thấy này, ở đây khi mà mình chọn hai chi tiết và mình chọn nhập vào một cái giá trị dung size ở đây thì phần mềm sẽ hiểu ra cho chúng ta là cái phần tiếp xúc đây này, những cái phần tiếp xúc là những phần bị gạch gạch đây. Đó, phần mềm biểu diễn lên cho chúng ta. Thì đây, tại bây giờ mình đã tạo ra được một cái connect giữa hai chi tiết này, và tương tự với những cái chi tiết còn lại thì các bạn sẽ làm tương tự nhé. Thì ở đây mình sẽ làm một ví dụ một cái chi tiết nữa, ví dụ như là mình sẽ tạo chi tiết này, đúng không? Vừa nãy trong cái disconnect này 6 đúng không? Nó đã giảm xuống còn 6 này. Và đây các bạn này, chọn vào đây. Đó, đây các bạn thấy này, nó highlight lên cho chúng ta đúng không? Tại giữa chi tiết này với chi tiết này có thể là còn connect ở đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ thực hiện nữa một chi tiết nữa, rồi các bạn cùng thực hiện giúp mình nhé. Mình chọn vào một chi tiết này. Đó, và mình chọn vào một chi tiết này. Ok, mình thực hiện lại cho phần mềm sẽ hiểu sai. Mình vào lệnh này, add connection này, và mình tạo ra một cái master, chọn vào một cái master ở đây, một chi tiết số master ở đây, và mình sẽ chọn một chi tiết cho master of master ở đây. Đó, tức là hai chi tiết, chi tiết thứ nhất và chi tiết thứ hai nó liên kết với nhau. Hoặc là các bạn có thể thấy là cái master master path mình sẽ chỉ chọn được một cái chi tiết này, một chi tiết, và cái master path mình có thể chọn được hai chi tiết, rất nhiều chi tiết, bất kỳ chi tiết nào liên quan
và chạm tới cái chi tiết của mình thì mình đều có thể chọn được. Đây mình chọn là hai chi tiết này, đúng không? Tương tự như vừa nãy thì mình cũng có thể là nhập khoảng dung size 0.5 hoặc là 0.5. Ok đây đó, sau đó thì mình sẽ bấm fill connect để phần mềm tìm ra cho mình cái liên kết ở khu vực như thế này. Ok đây đây đấy, phần vậy là phần mềm đã tìm ra cho mình một số những cái liên kết ở đây, đúng không? Tại sao cả cái khu vực này mà chúng ta chưa hiện ra connect? Bởi vì có thể là do cái khu dung size này của chúng ta nó chưa đủ thì phần mềm sẽ không nhận ra được. Ví dụ như đây mình sẽ nhập lên là 0.1 đi, ví dụ như đây nhá, 0.1, và mình bấm phin lại để phần mềm tìm lại cho chúng ta. Chỉ mất một vài phút để chúng ta tìm kiếm và xây dựng mô hình chỗ này thôi. Đó. Thì có thể là ở cái mô hình này thì cái phần này đang chưa đủ, thì có thể là nó đang không nhận ra cho chúng ta. Thì các bạn có thể là tăng dần lên và chúng ta cùng xây dựng lại cái chỗ này nhá. Ok này. Ok. Yes. Đó. Như vậy là khi mà mình ví dụ như mình điều chỉnh vừa mình vừa điều chỉnh và mình tạo ra một connect chỗ này rồi thì phần mềm sẽ báo là cái giảm số lượng disconnect của chúng ta còn có 5 thôi. Đúng chưa? Đó. Thì tương tự với những 5 5 cái disconnect còn lại thì các bạn hãy làm giúp mình nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ ra cho các bạn một cách để chúng ta sau khi chúng ta tạo ra những connect này rồi này, vậy làm sao để chúng ta quản lý chúng? Thì có 3 cách để chúng ta quan sát và quản lý cái những cái dữ liệu liên kết ở đây chúng ta. Cách thứ nhất là sử dụng cái cây Project Tree ở đây. Đây, các bạn thấy đây chính là cái một cách để chúng ta kiểm tra xem là mô hình của chúng ta có bao nhiêu liên kết. Các bạn thấy này, mỗi liên kết ở đây chúng ta này, để mặc định, nếu để mặc định nhá, nếu để mặc định thì phần mềm sẽ tự báo cho chúng ta là cái chữ bonded đây, các bạn thấy không? Bond, tất cả đều là bond hết. Thì mặc định đầu tiên nó sẽ là bond. Khi mà tìm thấy nó sẽ là bond, bond hết. Bond nghĩa là gì? Bond là liên kết hàn, hàn cứng lại với nhau. Cho dù là bu lông đại ốc thì mặc định lúc đầu sẽ là bond hết. Được chưa? Đó. Thì việc của chúng ta bây giờ là cần phải tìm kiếm và chúng ta hiệu chỉnh lại. Thế thì mình vừa thực hiện lại thì ở đây các bạn thấy là bây giờ mình muốn điều chỉnh cái liên kết của cái liên kết connect số 5 này trở thành đổi thành từ bond sang slide này, chuyển thành liên kết trượt thì mình đúng là liên kết giữa đai ốc và cái vòng đệm, đúng không? Thì mình sẽ bấm ok, mình sẽ chọn vào cái chi tiết đó và mình sẽ bấm ok ở đây đó. Sau đó thì cái phần thì các bạn có thấy là connection 5 phẩy slide, đúng không? Tính chất của nó là sliding. Và tương tự như ở đây mình có thể điều chỉnh những cái chi tiết như thế này, edit style, ok. Và tương tự như vậy thì tất cả những cái chi tiết khác các bạn cũng có thể làm như vậy, và các bạn có thể chọn nhiều chi tiết và các bạn edit cùng một lúc như thế này, edit đó. Được chưa? Ok. Đó, tất cả những này đã được điều chỉnh, đúng không? Và cách thứ hai, vừa rồi là cách thứ nhất để chúng ta quản lý và quan sát những cái connect của chúng ta, đúng không? Bằng cách thành công cụ BrakeTree và chọn vào phần connection ở đây. Cách thứ hai thì chúng ta để chúng ta kiểm tra mô hình liên kết của mô hình. Ví dụ như bây giờ mình xem ở đây, ok, mình có thể xem lần lượt từng cái chi tiết ở đây. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra là mình này đặt ra là mình muốn kiểm tra liên kết của chi tiết này chẳng hạn thì mình làm nào? Thì rất đơn giản thôi. Mình sẽ chọn trực tiếp vào cái chi tiết như này. Rồi, chi tiết nó sáng lên như này và mình sẽ chuột phải và chọn vào phần review path connection. Đó. Thì khi mà hiện lên như này rồi ấy thì phần mềm sẽ hiện lên cho chúng ta là tất cả những cái connection nào mà đang được tạo với cái liên kết này, cái chi tiết này của mình ở đây. Được chưa? Chúng ta có thể thấy. Ok này. Và cách thứ ba để chúng ta kiểm tra liên kết
chúng ta chọn vào cái phần cái next review regional connection ở đây. Phần mềm sẽ hiện ra cho chúng ta một cái bảng biểu hiện rất là đầy đủ các cái thông tin về các connect, bao gồm là thứ tự này, connect 1 là gì, kiểu là gì, sliding đấy, liên kết giữa path nào, giữa nút 1, một cái nút và một cái cursor đó. Hai là bên này sẽ có những cái thống kê về những cái khoảng gap và những cái khoảng visualization và điều kiện đặt vào của nó, điều kiện là độ phân giải của cái liên kết là như thế nào đó. Ở đây là có thống kê về những số những cái point, thì cái độ phân giải và cái point này nó quyết định đến cái độ mức độ chi tiết của cái liên kết của chúng ta, càng chi tiết thì kết quả tính toán càng chính xác đây chưa. Ok, thì vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo ra liên kết thủ công, hoặc liên kết tự động thủ công, cách chúng ta kiểm soát và quản lý liên kết, và cách để các bạn có thể là edit cái kiểu contact của liên kết là gì, đúng không? Mặc định lúc đầu chúng ta luôn là bond và chúng ta cần phải điều chỉnh lại cho thành những cái liên kết phù hợp. Rồi thì phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra những cái mối hàm như là spot well, nasal well hay là stream well. Vâng. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần 2 nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học cách tạo những cái liên kết hàm. Thì trong SimSolid chúng ta sẽ có 3 kiểu liên kết hàm có thể được tạo. Thứ nhất là spot well, hàm điểm, hàm laser, laser well, và thứ ba là stream well, hàm đường. Thì ok, chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái công cụ thế nhé. Đầu tiên là spot well. Spot well và laser well thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ là ở đây, create spot well or laser well. Ở đây. Thì ok, mình ở đây thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn là cách sử dụng trên phần mềm. Còn đốt đặc điểm của spot well hay là laser well thì các bạn có thể là chúng ta có thể là lên Google và tìm rất là dễ dàng, đúng không? Ở đây, ok, chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là spot well. Với spot well thì chúng ta sẽ có 3 cách để chúng ta tạo spot well. Cách thứ nhất là chúng ta import một cái file tọa độ spot, những điểm spot vào. Thì ở đây, chọn vào đây và chúng ta chọn import spot well đây. Ok này. Đây, sau khi import vào thì đây tất cả những chỗ này là những tọa độ mà phần mềm hiểu đây là những cái phần chúng ta sẽ tạo spot well đây. Đó. Và sau khi có tọa độ như này rồi và hiển thị ở trên này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ bấm ok để phần mềm đọc và hiểu đó tại những vị trí đó là spot well. Và kiểm tra lại thì chúng ta có thể bấm vào đây. Chúng ta có thể xem lại ở đây. Nó có rất nhiều spot well ở đây. Đó. Được chưa? Đấy là với cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta có thể là ở đây, ở bên dưới này, các bạn có thể thấy là chúng ta có một cách thứ hai là stand alone spot. Chúng ta có thể đặt những cái điểm spot well bất kỳ trên cái mô hình của chúng ta. Ở đây ví dụ như là mình sẽ đặt một cái điểm ở đây, sẽ chọn vào cái well này và mình sẽ pick một điểm ở đây. Ok, mình sẽ thực hiện lại này, đây này, mình sẽ xóa cái spot well này đi. Ok, mình sẽ vào lại spot well này. Chưa, mà mình chọn unlock này. Rồi, mình sẽ chọn vào đây. Và mình chọn trực tiếp vào mô hình. Ok. Đây. Spot well. Ok, sao hiển thị nhỉ? Đây, ok. Phần mềm nó hơi ấy một chút. Các bạn thấy. Khi mà mình pick vào đây. Đó, pick tại bất kỳ một điểm nào thì phần mềm sẽ hiển thị lên là tại những điểm đó spot well của mình hiển thị. Mình có thể là đặt một cái bán kính spot well ở đây là 20 để cho các bạn dễ nhìn thấy này. Đó, mình pick vào đây. Đó, pick vào đây, pick đây. Thì đây, đây là cách mà chúng ta tạo ra những cái điểm spot well bất kỳ tại những vị trí bất kỳ mà chúng ta muốn. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn cách thứ ba nữa, đó là tạo spot well trên line. Đó. Thì chúng ta sẽ pick vào hai điểm và giữa hai điểm đó chúng ta ở đây mình đang để là 10 10 spot. Đó, 10 well nhá.
Thì ví dụ ở đây mình sẽ đặt một cái điểm ở đầu, mình chọn điểm đầu tiên, đúng không? Tiếp theo mình chọn điểm thứ hai, đó. Và phần mềm sẽ đã tạo ra cho mình 10 cái điểm spot well này, đó. Ok chưa? Đấy là điểm spot well. Thì ở đây chúng ta có một cái thông số về spot diameter là cái đường kính của cái spot well đấy. Thì thông thường thì cái đường kính này nó sẽ rơi vào khoảng 3 đến 5 mm, tức là nó sẽ nhỏ hơn, nó nhỏ hơn cái độ dày, nhỏ hơn cái độ dày của chi tiết này. Đó. Thì cái này các bạn, cái này là tùy theo các bạn thôi, tùy theo các bạn chọn thôi. Cái kích thước của cái spot well này mà càng lớn ấy, thì hiển nhiên rồi, cái vị trí đó của chúng ta, vị trí hàng của chúng ta càng to ra, đúng không? Và càng to ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ tính cũng như là cái kết quả tính toán. Đó. Cái phần này các bạn nên chọn đúng theo cái kích thước mà các bạn spot well trong thực tế. Ok, tiếp đến ok thì để mình bấm ok và hoàn thành lệnh này. Ok này, đây mình có 10 spot well này. Chưa? Đó. Tiếp đến là laser well. Laser well thì dạng rất đơn giản thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái gọi là well width, tức là cái độ rộng của cái laser well. Đó, thì cách đơn giản là chúng ta sẽ chọn và hai đường và hai điểm ở trên mô hình và phần mềm sẽ hàn cho chúng ta. Đây, ví dụ như là mình sẽ chọn một điểm ở đây. Đấy, ok thì có thể là chỗ đấy nó tại vị trí đó penetration nó chưa ổn nên là phần mềm sẽ không tạo ra được. Ở đây ok mình sẽ tiếp tục tạo khu vực này. Mình sẽ chọn vào tích vào một điểm thứ nhất này. Ok. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai. Đây. Đây chính là thể hiện cho laser well. Phần mềm chỉ biểu diễn đơn giản như này thôi. Đó. Tuy nhiên thì tại tất cả những cái laser well hay spot well này, tại những điểm như này thì phần mềm đều hiểu là có những cái thuộc tính chất vật lý của laser well và spot well tại đó và sử dụng để tính toán mô phỏng. Ok. Rồi, đấy, sau khi đó mình sẽ có một cái laser well ở đây. Đó, thấy chưa? Và cuối cùng mối hàn thứ ba nó là mối hàn seam well, hàn đường. Mối hàn này sẽ được thực hiện dựa trên thực hiện giữa hai cái phần giao, phần cạnh giao giữa hai chi tiết, đúng không? Thì ok, mình ở đây mình sẽ thực hiện giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ xóa cái phần này, mình xóa phần này đi lấy ví dụ. Mình xóa cái phần này đi lấy ví dụ. Ok này. Ở đây để tạo ra swim well thì các bạn vẫn vào phần connection và các bạn chọn ở đây là chọn create swim well giúp mình nhé. Đây. Với swim well thì chúng ta sẽ có một số những cái thông số điều chỉnh ở đây, ví dụ như là section size, tức là cái diện tích cái mặt cắt của cái cuối well là bao nhiêu mm, tương tự như là mm ngang, độ dài của từng cái bước. Và ở đây chúng ta có một số những cái thông số khác nữa về điều chỉnh về độ dài cũng như là bước. Đó. Bước thì lưu ý là các bạn lưu ý là không phải là có thể là mỗi hàn đường chúng ta không phải là hàn đường liên tục từ đầu đến cuối mà chúng ta sẽ có những cái bước bước một và những giữa những cái bước đó cách nhau là 3 mm, ở đây là 4,5 mm. Thì ok, tạm thời bỏ qua phần đó. Đây để tạo ra được cái swing well giữa hai chi tiết này, ví dụ như là mình sẽ hiển thị màu lên cho các bạn dễ nhìn này. Mình sẽ chọn vào chi tiết master đầu tiên và mình sẽ chọn vào chi tiết master pass và mình sẽ chọn vào đây. Đó. Thì sau đó mình bấm fill well, tức là tìm kiếm những cái đường mối hàn giữa hai chi tiết này. Đây, các bạn thấy sau khi mà mình bấm tìm kiếm ấy thì phần mềm đã hiển thị lên là đây là những cái vị trí mà chúng ta sẽ có thể là thực hiện mối hàn tại những cái mép này. Đây chính là những vị trí của hàn đường, đúng không? Thì chúng ta có thể là điều chỉnh cái độ rộng cũng như là độ dài của nó ở đây. Đó. Ok, mình bảo các bạn bấm ok để kết thúc lệnh. Đó, sau khi kết thúc lệnh thì phần mềm sẽ tạo ra chúng ta
đánh giá như thế này. Đó, đây là cái biểu diễn của cái Swimwell. Tương tự như đây, mình có thể thực hiện đây. Thì Swimwell chúng ta sẽ có một số những cái, với Swimwell thì chúng ta sẽ có một số những cái điều chỉnh, những cái cách biểu diễn khác. Tương tự thì mình cũng sẽ chọn hai chi tiết. Đấy, một là path to well này ở đây, và thứ hai là mid path này ở đây. Và đây có thể là mình sẽ điều chỉnh một số những cái kích thước khác đi, ví dụ như là để mình để, sẽ để khoảng pick là 4.5 ở đây chẳng hạn. Đó, mình sẽ đặt như vậy và mình sẽ bấm fill well đây. Sau khi mình điều chỉnh thông số đi, các bạn có thể thấy là những cái đường, ví dụ như cái vị trí swim well của mình đã sẽ thay đổi. Mình sẽ bấm ok để phần mềm tạo ra cho mình swim well này. Đó, đây đây, các bạn có thể thấy là ok. Ở đây là cái swim well, cái bước, cái pick của mình đang để hơi nhỏ, nên phần mềm sẽ hiểu như thế này. Mình sẽ xóa cái này đi nữa. Sẽ tạo lại. Đó, mình sẽ tạo lại những cái đường swim well này. Các bạn thấy rõ hơn. Swim well này, xóa đi này. Ok, ví dụ như là ok, mình sẽ để section size là 3, vẫn là 3. Minimum length là 12, ok, mình sẽ để đây là well segment length, tức là cái đoạn, cái độ dài của từng cái đoạn mỗi hàm, mình đã để là 20. Ok. Ok đây. Mình sẽ để này, cái này là 20 trước. Và cái này sẽ là 15. Ok. Bây giờ mình sẽ chọn hai chi tiết, một là path to hàn này. Cái chi tiết muốn hàn này, cái thứ hai chi tiết mà hàn cùng với nó này. Đó, sau đó mình sẽ bấm fill well và bấm ok. Đó, đây. Phần mềm sẽ tạo ra cho chúng ta những cái mối hàn như thế này. Và ngoài ra với SimWell thì chúng ta sẽ còn một số những cái cách tạo khác ở đây, như group well, well by line, by edge, hay là well form solid. Thì ở đây ví dụ như là một cái, mình sẽ tạo một cái group well nữa. Mình sẽ chọn những chi tiết, ví dụ như là tạo well những chi tiết này. Đó, những khu vực nào mà có well thì mình sẽ chọn vào, có mối hàn mình sẽ chọn vào như này, ok chưa? Đó, sau đó mình sẽ bấm fill in well, và tương tự mình cũng có thể là sử dụng những cái điều chỉnh của cái mối hàn ở trên này. Nó cũng tương tự như phần trước, và mình sẽ bấm fill well thì phần mềm sẽ tìm ra cho mình những cái vị trí ở đây, những cái vị trí mà mình có thể hàn như thế này. Đó, rất là dễ đúng không? Đó, rất là tự động, là dễ. Tương tự thì ok này, các bạn bấm ok để kết thúc lệnh này. Rồi, đây chính là những cái well mà mình vừa tạo ra này. Chưa? Ok. Tương tự đấy, khi mà để mình delete những cái well cũ đi này. Ví dụ như là mình nhập cái mô hình này vào này. Bây giờ mình muốn tạo ra đường, những cái đường hàn tại tất cả những cái khu vực đấy, thì mình chỉ việc đơn giản mình chọn vào đây, và mình chọn là group well như này, và mình sẽ chọn tất cả những cái chi tiết mình có. Đó, và mình sẽ sử dụng select box này, và mình quét hết như này, và mình bấm fill well. Đó, thì mình sẽ tự động tạo ra và tìm ra cho mình tất cả những cái well. Đó. Tuy nhiên thì trường hợp này thì các bạn lưu ý là các bạn phải đảm bảo là tất cả những cái vị trí hàn này, những cái vị trí hàn này của các bạn là với các cái thông số giống nhau nhé. Đó, thì bởi vì là khi mà các bạn quét hết như này ấy, thì phần mềm sẽ tự hiểu là tất cả những cái khu vực như này thì đều có tính chất hàn là giống nhau, nên phần mềm sẽ tạo ra giống nhau. Đó, các bạn bấm ok và kết thúc lệnh đây. Được chưa? Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo, quản lý các cái connection, và cách tạo ra những cái đường mối hàn, để từ đó tại những cái vị trí connection và những cái mối hàn đó, phần mềm sẽ gắn vào những cái vị trí đó những cái tính chất vật lý, và để sử dụng để tính toán, giúp cho kết quả tính toán mô phỏng chúng ta chính xác hơn. Vâng, thì video của mình đến đây là kết thúc. Trong những video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn về những cái bài toán
ví dụ như là dao động riêng hay là phân tích bền, phân tích biệt độ bền tĩnh, độ biến động, thì các bạn hãy quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Ok, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.